cả bà con nhé. Này em đi phục vụ bác máy ủi đây. Bác xem cho em xin một tay em đăng ký nhá. Đây, bác máy ủi đây này. Bác máy ủi nhiệt tình luôn. Tình hình là đất ở đây nó cứng quá, máy ủi không ủi được. Em phải đi sới để cho ba cái ủi đây. Thank you.
bác nhá. Đi giải bày nhá. Đèo Công Đoạn á. Chào tất cả các bác, em kết thúc video nhé.